Nam Cường kính chào quý vị đang đến với chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11 và được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cùng với Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày đều có những sự việc xảy ra và chúng ta cần phải giải quyết. Giải quyết như thế nào để vừa hợp tình, hợp lý thì trong chương trình Thấu Lý Thấm Tình ngày hôm nay có rất nhiều kiến thức để chúng ta có thể học hỏi đấy. Hãy cùng với Nam Cường trò chuyện với luật sư Trần Hải Anh đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Xin chào chị. Xin chào MC Nam Cường. Xin chào quý khán giả của chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Hôm nay tôi lại được đồng hành cùng với MC Nam Cường để gặp lại quý khán giả. Chị Anh thân mến, hiện nay thì khi chúng ta lưu thông trên đường, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh các tài xế công nghệ hay là những shipper họ sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia giao thông. Và rất nhiều người đi đường họ cảm thấy rất là lo ngại khi mà có người sử dụng điện thoại di động như thế, bởi vì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Và một câu hỏi đặt ra rằng khi chúng ta lưu thông trên đường và chúng ta sử dụng các cái công nghệ như là điện thoại di động để xem bản đồ qua các ứng dụng như là Google Maps thì có bị cảnh sát giao thông xử phạt hay không? Vấn đề này chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình ngày hôm nay cùng với luật sư Trần Hải Anh. Thưa luật sư, theo như nhiều người suy nghĩ rằng có thể vì tính chất công việc mà nhiều tài xế xe ôm công nghệ hay là shipper đã gắn cố định điện thoại trên đầu xe để có thể xem bản đồ chỉ đường. Vậy thì việc sử dụng điện thoại cho mục đích xem bản đồ có được phép hay không, thưa luật sư? MC Nam Cường nhắc đến các bác tài hoặc là các cái anh shipper, và đúng là cái hình ảnh mà các bác tài với các anh shipper phải sử dụng Google Maps để kiểm tra các cái địa chỉ giao hàng thì rất là quen thuộc. Thậm chí là các cái bác Grab cũng vậy nữa, cũng phải thường xuyên là gì? Là chở khách nhưng mà vẫn phải nhìn vào cái map đằng trước cho nó đến đúng cái nơi đúng chỗ. Thì đây là hình ảnh thường thấy. Tuy nhiên thường thấy không có nghĩa là nó phù hợp với quy định của pháp luật. Và thậm chí rằng là trên thực tế với lại theo quy định của pháp luật, cụ thể là luật giao thông đường bộ, thì đây là một trong những hành vi bị cấm. Ngoài cái hành vi mà sử dụng ô ra thì việc sử dụng điện thoại, các bác tài hay là các anh shipper thì cũng là những người tham gia giao thông thôi. Thì hành vi sử dụng ô hay sử dụng điện thoại, trừ các cái thiết bị trợ thính nha, hoặc là sử dụng ô này, sử dụng điện thoại nè, các thiết bị âm thanh nè, trừ cái thiết bị trợ thính của những người bị điếc ra thì đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. Bên cạnh việc mà chúng ta lắp điện thoại để xem bản đồ thì còn có những người khác họ sử dụng điện thoại trong cái quá trình tham gia giao thông như là để nghe nhạc, có thể là để xem phim nữa. Và họ sử dụng một tay lái và một tay thì cầm điện thoại. Với những hành vi như thế này thì sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông như thế nào ạ? Vâng, rất rõ là sẽ người sử dụng cái phương tiện sẽ bị phân tâm rất là nhiều. Mà chúng ta biết rồi đó, chỉ cần một giây thôi là tai nạn có thể xảy ra. Cho nên thông thường là thấy cái slogan của các bác tài mà đường xa là gì? Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Cho nên không có lý do gì mà vừa đi xe mà vừa sử dụng điện thoại. Ngoài cái việc là xem đường ra thì là còn xem phim hay nghe nhạc. Mấy cái đó nó đều khiến cho chúng ta phân tâm rất là nhiều và sẽ gây ra những cái rủi ro. Và những cái hành vi đó là hành vi mà theo quy định của luật giao thông đường bộ là bị cấm. Đó là sử dụng các cái thiết bị âm thanh, hình ảnh, chỉ trừ duy nhất có mỗi cái thiết bị trợ thính là không vi phạm thôi. Thì khi mà sử dụng điện thoại để mà thực hiện các cái việc giải trí như vậy đó, thì cái mức xử phạt vi phạm trong trường hợp mà không gây ra tai nạn nha, chứ còn đã gây ra tai nạn còn bị xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi tương ứng. Còn riêng về việc là xử lý vi phạm hành chính thì có thể bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng đối với cái hành vi là sử dụng thiết bị điện thoại khi mà đang lái xe mô tô. Và cái việc ngoài cái việc là phạt tiền ra thì còn bị phạt bổ sung, ví dụ như là sẽ bị tước cái bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng. Vâng ạ. Vậy đối với người lái xe ô tô, luật có những quy định như thế nào về việc sử dụng điện thoại di động trong quá trình chúng ta lái xe? Cũng tương tự như các bác tài mô tô thôi. Tuy nhiên là cái mức phạt tiền nó sẽ cao hơn. Với các bác tài mà lái xe mô tô thì mức phạt là từ 800 tới 1 triệu. Tuy nhiên đối với các bác tài lái xe ô tô mà sử dụng điện thoại thì mức phạt tiền cao hơn là từ 2 đến 3 triệu đồng. Và cũng tương tự là sẽ bị tước cái bằng lái xe có thời hạn. Vâng ạ. Thưa luật sư, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này như thế nào ạ?
hiện nay thì các cơ quan chức năng đánh giá cái việc mà sử dụng cái điện thoại khi mà lái xe, thì đây là một cái hành vi mà nó gây ra tai nạn giao thông, là một trong những cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Cho nên rằng bên các cơ quan chức năng là triển khai rất là nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là gì? Là chúng ta thấy rằng gần đây là có cái hình thức phạt nguội, là bằng cái hình thức là sử dụng thiết bị camera để mà chúng ta quản lý, để các cơ quan chức năng có thể quản lý các cái gọi là những cái vi phạm nó mang cái tính chất là triệt để hơn, thay vì là ví dụ như chúng ta thấy có những cái trường hợp mà có cơ quan chức năng thì người tham gia giao thông tuân thủ nhưng không có thấy bóng dáng cơ quan chức năng thì là họ có cái hành xử nó tùy nghi. Nhưng khi mà đã thực hiện cái việc là phạt nguội, có nghĩa là phạt bằng cái phương tiện là camera hoặc là các cái phương tiện kỹ thuật số, hoặc là kể cả các cái thông tin báo của các cái bác tài lưu thông trên đường mà chụp lại bằng camera hành trình hoặc là quay lại cái video clip cũng là cơ sở để xử phạt. Đó, cho nên là các cơ quan chức năng đã triển khai rất là nhiều các cái biện pháp, trong đó là xử phạt, giáo dục, rồi ngay cả cái việc là đưa các cái hướng dẫn về việc là sử dụng công nghệ như thế nào cho nó phù hợp. Thưa luật sư, ngoài cái việc mà chúng ta xử phạt những người mà sử dụng điện thoại di động trong quá trình tham gia giao thông, thì chúng ta còn có những biện pháp nào khác để có thể hạn chế được việc sử dụng điện thoại không ạ? Các biện pháp thì rất là nhiều. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng biện pháp tốt nhất đó là cái biện pháp là tuyên truyền. Cái công tác là tuyên truyền về vấn đề để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về cái mức độ nguy hiểm của cái việc mà vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại. Rồi ngoài ra rằng là đối với các cái đối tượng, ví dụ như là các bác tài, các anh shipper, thì là vì cái tính chất của công việc thì họ phải có cái thiết bị để mà chỉ dẫn đường, thì tôi thiết nghĩ rằng là các cơ quan chức năng cũng hỗ trợ về cái phương tiện, ví dụ như sử dụng là Bluetooth hoặc hướng dẫn thông qua giọng nói để khỏi mắt khỏi phải nhìn vào màn hình, thì có nghĩa là đưa cái công nghệ xuống cho các cái thành phần mà cần phải sử dụng thường xuyên. Đó, thì đó cũng là một biện pháp. Ngoài ra thì vẫn là ngoài cái việc tuyên truyền, giáo dục, rồi hỗ trợ, thì cái vấn đề xử phạt phải nghiêm, phải kịp thời cũng là những cái biện pháp mà rất là thiết thực cho cái việc mà thay đổi cái nhận thức, cái hành vi của người tham gia giao thông. Thưa luật sư, trong quá trình shipper lưu thông trên đường mà có sử dụng điện thoại di động và gây tai nạn thì công ty có chịu trách nhiệm không ạ? Vấn đề mà MC Nam Cường đề cập có phải là cái trách nhiệm của công ty nơi mà shipper đó làm việc, phải không? Vâng. Và cái việc là gây ra cái tai nạn là trong cái quá trình mà shipper đang làm việc. Thì như thì đã chia sẻ về các cái quy định của pháp luật á, khi mà đã tham gia giao thông thì phải tuân thủ luật giao thông, và đây là ai thực hiện, chủ thể nào thực hiện thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm đối với cái hành vi vi phạm. Thì trong trường hợp này á, thì một điều rõ ràng là cái việc mà thực hiện cái hành vi là sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông và gây ra tai nạn, đây là hành vi của shipper, cho nên chắc chắn là phải chịu trách nhiệm cá nhân. Về phía góc độ của công ty thì họ không có trách nhiệm, tuy nhiên là ở góc độ là quản lý cái người lao động của mình, và ngoài cái vấn đề là gì, gây ra tai nạn cho người khác, thì ngay cả đối với lại người lao động của mình thì cũng bị tai nạn mà, cho nên là công ty sẽ có những cái hỗ trợ, có những cái chính sách dành cho cái người lao động của mình, cũng như là cũng có những cái chính sách liên quan tới cộng đồng, ví dụ như là sẽ hỗ trợ bồi thường cho nạn nhân chẳng hạn. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái phương án hỗ trợ của công ty mà thôi, chứ không phải là công ty phải chịu trách nhiệm đối với cái hành vi vi phạm của shipper, bởi vì cái người thực hiện tham gia giao thông cần phải nắm bắt các cái quy định của pháp luật và hạn chế hoặc là không được thực hiện những cái hành vi mà mình biết chắc là bị cấm và có thể gây ra các cái nguy hiểm. Vâng ạ. Vậy thông qua câu chuyện ngày hôm nay, lời khuyên của luật sư dành cho khán giả là gì ạ? Thông qua các cái quy định của pháp luật và thực tế chúng ta thường thấy, thì tôi nghĩ rằng vấn đề là tất cả chúng ta khi tham gia giao thông, chúng ta đều phải hiểu được cái tính chất nguy hiểm cho bản thân chúng ta và cho những người khác khi tham gia giao thông. Cho nên tuân thủ luật giao thông là một cái điều bắt buộc. Cái thứ hai nữa, chúng ta cần phải hiểu biết những cái quy định khác liên quan. Tôi nói ví dụ như trong trường hợp mà xử lý trách nhiệm hình sự nha, thì thông thường là
đối với những cái tội mà xâm phạm đến sức khỏe, tài sản, thì cái trường hợp mà phải xảy ra được cái hậu quả thì nó mới cái việc xử lý nó sẽ tương ứng. Nhưng riêng đối với cái hành vi mà giống như là vi phạm về an toàn giao thông đường bộ, các cái tội danh mà liên quan đến cái vấn đề mà an toàn giao thông á, thì chỉ là gì, có nguy cơ xảy ra cái thiệt hại như vậy thôi, ở cái mức khung cao nhất á, đó, thì cũng có thể là xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Có nghĩa là chưa, có thể là tai nạn nó chưa xảy ra nhưng mà cái hành vi của anh nó nguy hiểm tới mức mà có thể người ta có thể suy đoán xảy ra tai nạn, thì cũng đã là cấu thành tội và sẽ bị xử lý rồi. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Và khi mà chúng ta tham gia giao thông thì cái quan trọng nhất đó là sự an toàn. Cảm ơn phần chia sẻ và lời khuyên của luật sư đã dành cho khán giả ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Thâu Lý Thấm Tình ngày hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Nam Cường xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thâu Lý Thấm Tình ở số phát sóng tiếp theo.